Hello, các bạn, lại là Vân My đây và lại là Honda Winner X. Nhưng mà phiên bản này hoàn toàn là mới và khá là nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa màu đỏ là chủ đạo và kèm theo đó là màu đen ha các bạn. Thì đặc cà vẹt của em xe này sẽ là màu đỏ đen, và kèm theo đó nữa là sẽ có những cái tem xe để làm điểm nhấn, tô điểm cho cái bên yếm xe của mình ha. Rồi động cơ Rio HC nè, rồi logo Winner X nè. Và song song với đó thì cũng sẽ có một vài phụ kiện đi kèm. Và bộ phụ kiện này là bộ phụ kiện cơ bản, có nghĩa là những thứ mà cần thiết thích hợp khi mà mình sử dụng một cái dòng xe xe độ đẹp ha. Đó, nhất là có chống độ trước này, khi mà các bạn ngại xe thì nó sẽ bảo vệ cái dàn áo phía trước của mình là không chảy xước ha. Ba ga thì ba ga titan để mình gắn đồ, mình móc đồ á. Tại vì xe với những thiết kế mà hai bên bon này thì sẽ không có cốp nha các bạn. Cái cốp xe nó rất là nhỏ, không mở được, tại xe chưa có lắp bình á, không mở được. Đó, cốp rất là nhỏ để được cái cuốn sổ bảo hành vuông vuông nhỏ xíu này thôi, chứ không có giống như những cái dòng xe tay ga. Cho nên là mình sử dụng hai cái móc hai bên của ba ga titan để mình móc đồ ha, đi chợ móc đồ rồi chống đổ sau. Tại vì các bạn biết sao không, cái chống đổ sau này nó sẽ có hai tác dụng. Một là nếu như mà mình chạy trời mưa, trời giăng á, thì các bạn có thể bỏ chân lên trên đây, nó sẽ bớt giăng nước là sau gì xe lên chân mình nè. Còn hai nữa là khi mà lỡ các bạn có va chạm hay bị ngã xe thì nó cũng sẽ bảo vệ cái yếm hai bên như thế này cho các bạn ha. Rồi, khá là tiện lợi. Về giá thì hiện tại giá Winner sẽ dao động là từ 33.500.000, từ phiên bản thắng CBS cho tới phiên bản thắng ABS là 38 triệu. Và nếu như mà các bạn thích cái màu sơn thì các bạn cộng thêm cho Vân 2,5 triệu, có bao đổi cà vẹt cho các bạn luôn ha. Nên là nếu như mà các bạn nào mà thích em xe này hay là muốn Vân hỗ trợ chính sách trả góp, tư vấn trả góp hay là biển số, thì các bạn hãy nhanh tay nhắn tin qua Zalo cho Vân là số điện thoại 0877618312 thì Vân sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn. Ngoài ra các bạn tới cửa hàng mà nói biết Vân qua kênh YouTube hoặc có liên hệ đặt lịch trước, Vân sẽ giảm cho các bạn 1,5 triệu tiền xe, kèm theo combo quà tặng trị giá 2 triệu đồng và hỗ trợ tiền xăng xe cho các bạn nữa. Thì còn chần chờ gì mà không nhanh tay nhấc máy gọi ngay qua cho Vân để được hỗ trợ tốt nhất nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của Vân, hẹn gặp lại các bạn tại những clip lần sau nhé.